Trong video này, hãy cùng Block giảm giá tìm hiểu danh sách 5 nồi cơm điện mini tốt nhất 2021. Lưu ý, mini ở đây là mini về dung tích nấu. Giờ hãy xem danh sách của chúng ta có gì nào. Vị trí số 5 chính là nồi cơm điện Yoshirushi NSLAQ05, một đại diện ưu tú đến từ Nhật Bản. Nồi chỉ có dung tích nấu là 0,54 lít, phù hợp với gia đình có từ hai thành viên trở xuống. Nó công suất là 450W. Chiếc nồi cơm điện mini này thuộc loại nồi cơm điện tử, nó sở hữu công nghệ nấu Fuji Logic cùng chip Micom, những công nghệ đã tạo ra tên tuổi cho thương hiệu Zojirushi. Lòng nồi được làm từ hợp kim cao cấp, bạn sẽ có sẵn 6 chế độ nấu tự động cải sẵn. Cơm nấu ra ngon, giữ được hương vị. Nồi cũng có khả năng giữ ấm tốt lên đến 12 tiếng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và có giá khoảng 3 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ tư là nồi cơm điện Coway CM8006. Một chiếc nồi cơm điện mini đến từ Việt Nam. Nồi có dung tích 0,8 lít. Công suất tiêu thụ điện là 350W. Nó chỉ có một mâm nhiệt ở dưới đáy nồi. Khả năng nấu cơm của chiếc nồi này cũng được đánh giá khá ổn. Cơm chín nhanh và đều. Khả năng giữ ấm cũng tốt. Dù là thương hiệu Việt nhưng nồi có chất lượng hoàn thiện tốt, dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Nó có giá khoảng 350.000. Vị trí thứ ba là một đại diện đến từ châu Âu đó chính là nồi cơm điện tử Philips HD3060. Chiếc nồi này có dung tích chỉ 0,7 lít, công suất tiêu thụ điện là 330W. Một điểm khiến chiếc nồi Philips này nổi bật chính là thiết kế đẹp và tinh tế của nó. Đây đang là sản phẩm bán rất chạy. Do là nồi cơm điện tử nên nó có bảng điều khiển LCD. Nó cũng có nhiều chức năng, chế độ nấu cải sẵn. Hàng châu Âu nên bạn có thể yên tâm về chất lượng và độ bền. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng mức giá khoảng 1,7 triệu đồng. Vị trí á quân của chúng ta là nồi cơm điện giáp SHD06V, nồi có dung tích chỉ 0,6 lít, công suất tiêu thụ điện chỉ 300W, nó chỉ có một mâm nhiệt. Chiếc nồi cơm điện nắp rời này có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vệ sinh, nó cũng có độ hoàn thiện cao. Lòng nồi được làm từ hợp kim nhôm dày 1mm, nó có khả năng nấu cơm chín rất nhanh. Đây là một sản phẩm đến từ Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan mức giá của nó vào khoảng 400.000. Vị trí số 1 của chúng ta là nồi cơm điện Media cm 06 sa Chiếc nồi cơm điện Mini này có dung tích 0,6 lít, công suất tiêu thụ điện là 400W. Nồi có thiết kế nhỏ, xinh xắn như hình chú lợn cách điệu. Nồi có khả năng nấu cơm nhanh chín, khả năng giữ nhiệt tốt. Chiếc nồi này rất phù hợp với các bạn sinh viên hoặc độc thân. Nồi được bảo hành chính hãng 12 tháng, mức giá dưới 500.000 bạn có thể đặt mua bằng link dưới phần mô tả video nếu thấy video này hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh cuối cùng cảm ơn bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại